Chào anh em, hôm nay mình hướng dẫn anh em cách vệ sinh nội soi dàn lạnh điều hòa của xe Mazda BT-50. Đây là chiếc BT-50 đời 2017. Thì cái cách của nó là để vệ sinh thì mình sẽ sử dụng một cái máy vệ sinh nội soi. Cái máy vệ sinh nội soi này thì gồm có một phần là màn hình, đó, một phần là đầu dò, gọi là đầu dò. Trên đầu dò này thì có một cái camera và một cái đầu để phun cái dung dịch vào dàn lạnh để vệ sinh. Đó. Cái trường hợp mà cái dàn lạnh nó nằm ngang như thế này nhá, thì ở trong cái bộ dụng cụ này có một cái đầu tun để chuyển đổi để nó phun thành góc ngang. Đây như thế này thì góc thẳng. Nếu là trường hợp mà cái như thế này, cái mặt dàn lạnh đây thì mình không quay cái này vào được. Mình sử dụng một cái đầu chuyển đổi. Trong bộ dụng cụ thì có một cái thiết bị, đây là cái đầu chuyển đổi. Thay vì nó đang phun thẳng thế này thì cái này nó sẽ phun ngang ra đây. Thì các bạn nắp cái này vào cái đầu dò để phun ngang trường hợp là dàn nằm ngang. Đó. Khi lúc này là cái dàn như thế này, mình đưa cái đầu dò này vào mình soi. Phần cam thì vẫn soi thấy dàn, nhưng phun thì nó đi thẳng, nó không sạch được. Thì bây giờ phun là nó đi ngang nhá, nó đi ngang đây các bạn này. Các bạn xoay cái này vào cái mặt dàn thì cái này nó không ra đây mà nó sẽ ra đường này. Thì ngẫu nhiên là nó sẽ phun vào dàn. Đấy, như thế này. Đấy, mặc dù cái này mình đi vào thẳng, nó phun ngang. Đấy. Thì trên bộ dụng cụ này nó còn có một cái phần nữa là cái này là để cắm cái nắp cái nọ dung dịch vào đây. Đây là mình cấp vào đây đường khí nén. Và sau khi mình đưa cái này vào trong dàn lạnh được thì mình chỉ còn có bóp cò thôi. Bóp cò thì dung dịch sẽ được phun ra từ đầu này và sẽ làm sạch cái bề mặt dàn. Cái bình để chứa dung dịch, đây là cái bình chứa dung dịch nhá. Về dung dịch thì các bạn cho dung dịch vào trong bình này và được nắp vào trong này. Với dung dịch ngày hôm nay mình sử dụng là dung dịch của Liqui Moly. Đây là dung dịch của Liqui Moly. Đây là dung dịch của Liqui Moly. Thì với dung dịch này là thành phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Đức, cho nên là các bạn yên tâm nhé. Khi mà anh em sử dụng cái dung dịch này thì mỗi một cái can này được kèm theo một gói này gọi là gói hương. Tức là một can này sẽ kèm theo 10 gói, tương đương với một can này là 5 lít dung dịch. Các bạn pha đều 5 lít dung dịch này với 10 gói hương. Tùy mức độ bẩn nhiều hay bẩn ít ở trong dàn thì mình có thể sử dụng nhiều hay ít dung dịch. Có thể thông thường nó chỉ ở khoảng 1/2 lít thôi, trên một dàn là được. Cái cách làm hiệu quả nhất thì làm như thế này. Đầu tiên đó là các bạn nổ máy, bật quạt gió điều hòa ở mức cao nhất và tắt AC. Đồng thời các bạn quay cái phần nhiệt độ từ bên lạnh sang bên nóng nhất. Nổ máy khoảng 10 đến 15 phút, sau đó là tắt máy. Việc tiếp theo là các bạn tháo cái quạt gió ra và luồn cái đường ống này theo đường quạt gió, quạt gió dàn lạnh. Đấy, thì nó sẽ soi được vào đến dàn lạnh và làm. Thì đây, các bạn mời bạn đi vào đến tận xe, mình sẽ chỉ cho các bạn là cái cách mà tháo cái quạt gió như thế nào để cho nó làm nó hiệu quả nhất. Mà tại sao mà mình lại phải làm bằng phương pháp này? Thực ra ấy, nếu mà như bình thường như làm theo cái phương pháp truyền thống á, là anh em phải dỡ hết toàn bộ táp lô ra, tháo dàn lạnh ra là mất ga, mất dầu, mất rất nhiều công. Đấy, còn phải thay siêu, thay gioăng phớt các thứ. Thế thì trường hợp là chỉ bẩn cái bề mặt thôi, do cái nọc gió nó bẩn, thì anh em vệ sinh bằng phương pháp này nó cũng rất sạch, nó cũng có những dàn nó cũng phải đạt đến 80-90% so với các bạn mở ra ngoài. Thế nên là rất là hiệu quả. Thay vì là nếu mà mình mà tháo thì mất cả ngày, có những xe khó có thể đến 2 ngày 3 ngày. Thế nhưng mà làm bằng phương pháp này thì xe khó thì cũng chỉ đến một vài tiếng, còn xe dễ làm cái vị trí nó dễ hơn, cái quạt dễ hơn, cái dàn dễ hơn, mình có thể là làm khoảng 30 phút đến 1 giờ đồng hồ là mình làm xong rồi. Thì mời các bạn vào xe, mình sẽ hướng dẫn ở trong xe. Với cái vệ sinh dàn lạnh nội soi thì mình sử dụng bằng cái bộ dụng cụ nội soi này. Khi mình đã tháo cái quạt gió, đây là cái quạt gió ở trong thổi vào dàn lạnh, nó nằm ở phần dưới này. Anh em làm nghề sẽ biết được là tháo cái quạt gió này chỉ bằng 3 con vít. Có những xe thì dùng bằng cái phe cài thì còn không phải tháo, thì nắc ngược là nó ra. Lấy cái quạt này ra rồi thì ở trong này là có cái đường gió từ cái quạt này, nó sẽ có một đường thổi ngang qua vào và đi vào trong dàn lạnh để đưa hơi lạnh ra. Thì các bạn luồn cái đầu giò vào theo cái đường gió này. Đây, cái đường gió đây các bạn. Đây. Các bạn nhìn mình sẽ soi đây nhá. Các bạn có nhìn được thấy không ạ? Sau khi tháo cái quạt nồng sóc, cái quạt dàn lạnh ở đây ra thì trong này có một cái lỗ. Đây. Trong này chính là một cái đường gió được đi ngang qua đây. Đấy, phần dàn lạnh là nằm ở trong này rồi. Trong này. Đó. Sau khi mà mình đưa được vào thì các bạn nhìn thấy đây là trên màn hình mình đã đưa được cái đầu giò vào đến dàn lạnh rồi này. Đó. Trước khi mình làm vệ sinh nội soi để có hiệu quả nhất thì đầu tiên là mình đã nổ máy trước khi mình tháo quạt đó 15 phút. Thứ nhất là đây, phần điều khiển nhiệt độ, các bạn quay về bên nóng nhất cho mình. Đó, quay về nóng nhất. Cái thứ hai là sẽ mở cái quạt gió ở mức max. Quạt gió này. Cái quạt gió là mở ở mức max nhá. Đó, lớn nhất. Nhiệt độ lớn nhất. Và lưu ý là các bạn tắt AC. Tắt AC nhá. Đó. Thì mục đích chính là để cho nó không sinh ra nước quá nhiều ở cái dàn, và nó thẩm thấu cái dung dịch vào cái bề mặt dàn tốt hơn. Thế nên là sau khi mà mình thao tác như vậy khoảng 15 phút rồi thì mình tắt hoàn toàn, tắt máy thì mình mới lấy ra. Và sau đó là mình chỉ còn có phun dung dịch vào đây thôi. Thì đây là trên cái màn hình hiển thị để mình nhìn thấy ở bên trong cái dàn lạnh nó như thế nào. Trên thực tế thì mình không thể nhìn được cái màn hình, cái dàn lạnh ở bên trong xe, nó rất là sâu ở trong, nó không có thiết bị, bắt buộc là phải sử dụng cái bộ camera nội soi này. Đây là cái hóa chất, cái dung dịch để vệ sinh dàn lạnh mình đã chiết ra đây rồi. Tức là một dàn với mức độ mình soi ở trên dàn, mình nhìn thì thấy mức độ bẩn của cái dàn này nó không nhiều, thì mình chỉ cần sử dụng lần này là sạch. Ngoài cái việc mà cái vệ sinh này để làm sạch thì nó còn có tác dụng là khử khuẩn. Rất là nhiều xe trong quá trình chạy á, thì cái nước ở dàn lạnh nó đọng, nó ngưng tụ lại, rồi nó bám bụi bẩn vào, nó sinh ra vi trùng vi khuẩn độc hại cho con người ta. Và có một điều đặc biệt hơn nữa là cái nước nó cũng dễ làm bị oxy hóa cái nhôm của cái bề mặt. Thì với cái dung dịch này là một cái dung dịch chuyên dụng mà nó được có những cái chất, những cái phụ gia, ngoài việc làm sạch và nó còn bám lên trên cái bề mặt dàn để tạo thành một cái lớp bảo vệ để giảm cái bị oxy hóa. Đó, nó tăng cái tuổi thọ cho dàn được dài hơn. Các bạn lưu ý khi lắp cái bình dung dịch này vào nhá, là phải có một cái vòi đây này, là cắm vào. Ở dưới đây có cái vòi này. Nếu không cắm vào thì nó sẽ không hút được dung dịch lên. Đây là mình cắm vào đây rồi. Đấy. Đây các bạn này, như thế này đang là hoàn thiện rồi. Và việc còn lại là bây giờ mình chỉ nhìn ở trên cái màn hình, thấy cái bề mặt dàn này. Đó, nó đúng cái bề mặt dàn rồi. Và mình chỉ việc bóp cò thôi là phần dung dịch sẽ được phun ra, phun vào bề mặt. Đó, các bạn nhìn thấy này. Đây, đó. Cái phần dung dịch này nó được phun vào trong bề mặt dàn, nó sẽ thẩm thấu. Và nếu các bạn làm hiệu quả thì các bạn phun đều một lần cho nó ướt hết bề mặt dàn. Khoảng 5 phút, 10 phút sau các bạn sẽ phun lại. Thì trong quá trình làm các bạn có thể sử dụng cái khay hứng cái nước thoát ở cái phần điều hòa ra ấy, đường ống thoát nước của dàn lạnh ra, nồi dây gầm. Các bạn có thể xác minh được là mức độ bẩn bao nhiêu. Và ngoài cái việc là như vậy thì nó không bị chảy ra nền nhà. Đây, trong quá trình phun thì nó sẽ bị bay hơi kiểu dưới dạng sương mù á, thì phần camera nhìn nó sẽ mờ hơn bình thường, nó không được rõ cho lắm. Đây các bạn vẫn nhìn được nhá. Đây mình đang phun này. Đó. Mình đây với bình thường như thế này. Đó. Thay vì là như bình thường thì các bạn mở ra ngoài cũng chỉ là phun để làm sạch, thì không phải mở, các bạn phun đây. Đó. Vì cái diện tích ở trong này nó cũng rất là nhỏ, nên là cái đầu của cái bộ đầu dò này, bộ vệ sinh nội soi này được thiết kế một cách chuyên dụng. Ngoài cái việc là đi vào và nó sẽ tỏa ra chung quanh như thế này. Đó, đây cái bề mặt dàn đây thì cái đầu dò các bạn nhìn nó như thế này. Khi phun dung dịch vào thì nó xòe ra như thế này nhá, thế nó phủ kín hết cái bề mặt dàn. Đó. Đây là nó đang thẩm thấu này, nó đang bốc hơi lên nhá. Đó, nó sẽ làm sạch. Đây này, đấy. Đây nó dưới dạng sương mù. Đó. Đây các bạn nhìn được hết toàn bộ cái bề mặt dàn. Trong cái quá trình làm như này nó chỉ khoảng 30 phút thôi. Đây thực ra là các bạn có theo dõi clip thì trong một quá trình làm của mình nó cũng chỉ đâu đó khoảng 10 phút là mình đã phun xong rồi. Thao tác tháo ra để lấy cái quạt ra nó cũng chỉ mất vài phút thôi. Thì bây giờ xong thì mình chỉ lấy bộ này ra và hoàn thiện lại. Cái việc hoàn thiện lại thì cũng không phải là nhiều thời gian. Ba con ốc này các bạn đưa vào nắp lại và nắp cái nọc gió điều hòa vào là xong rồi. Đây là một quá trình vệ sinh nội soi dàn lạnh. Ở đây là xe BT50 rồi. Như vậy là đã vệ sinh nội soi xong cái dàn lạnh điều hòa. Xin chào các bạn.